Hồng Nhung xin gửi lời chào, lời chúc tốt đẹp đến quý vị khán giả đã quay trở lại bản tin trưa của Hành Trình Tương Lai. Kính chúc quý vị một ngày vui vẻ và ấm áp. Bản tin trưa nay, thứ năm ngày 29 tháng 4, có những tin tức đặc biệt nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên là phần điểm tin chính. Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc tuần tra liên hợp trên vịnh Bắc Bộ. Vụ tàu có 12 thuyền viên dương tính, Long An xin lỗi, Vũng Tàu hỏa tốc tiếp nhận. Thanh niên Hà Nam dương tính với viêm phổi Vũ Hán sau khi về nhà từ khu cách ly. Dùng mình cảnh học sinh đến trường phải lội trong nước thải nhà máy giấy đục ngầu, hôi thối. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày hôm qua 28 tháng 4, trên vịnh Bắc Bộ, lực lượng tuần tra của Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc đã thực hiện các nghi thức kết thúc hoạt động tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc lần thứ nhất năm 2021. Sau 3 ngày hành trình trên tuyến tuần tra, biên đội tàu CSP-8004 và CSP-8003 của Cảnh sát biển Việt Nam và biên đội tàu CSP-4301, tàu CSP-4203 của Trung Quốc đã về đến điểm số 9 trên đường phân định Vịnh Bắc Bộ, điểm thứ 13 trên tuyến tuần tra. Lực lượng cảnh sát biển hai nước thành lập đội hình song song, thực hiện nghi thức chào xã giao, kết thúc hoạt động tuần tra. Điện đàm với phía bạn, Đại tá Trần Văn Thơ, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, chỉ huy lực lượng tuần tra liên hợp phía Việt Nam nhấn mạnh. Chuyến tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định vịnh Bắc Bộ Việt Nam, Trung Quốc lần thứ nhất năm 2021 đã hoàn thành các nội dung. Hai bên phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt kế hoạch đã được thông qua. Đại tá Trần Văn Thơ bày tỏ tin tưởng các hoạt động lần này sẽ tạo động lực thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển, mong muốn năm 2021 sẽ đánh dấu giai đoạn phát triển mới ngày càng tốt đẹp của quan hệ giữa hai quốc gia. Tối ngày hôm qua 28 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, theo báo cáo của chủ tàu, tinh thần của các thuyền viên tàu Đại Dương Si rất bất ổn, lo lắng. Việc tiếp nhận và điều trị cho 12 thuyền viên của tàu mắc viêm phổi Vũ Hán mang tính cấp bách và vì lý do nhân đạo. Từ đó, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ký công văn hỏa tốc, yêu cầu các cơ quan ngành chức năng nhanh chóng tổ chức tiếp nhận và đưa 12 thuyền viên tàu Đại Dương Si về Trung tâm Y tế huyện Long Điền để điều trị và cách ly. 6 thuyền viên còn lại của tàu được đưa về cách ly tại Ban Bảo vệ Sức khỏe cán bộ của tỉnh này. Trước đó vài giờ, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An có công văn gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị tỉnh này chấp thuận đưa các thuyền viên tàu Đại Dương Si về điều trị cách ly. Lý do là khoảng cách từ nơi tàu đang neo đậu về đất liền Long An xa hơn Bà Rịa – Vũng Tàu và Long An cũng đang tập trung nguồn lực cách ly y tế công dân Việt Nam từ nước ngoài về, tăng cường kiểm soát biên giới. Công văn của tỉnh Long An cũng thừa nhận do lần đầu gặp trường hợp như trên nên còn lúng túng trong xử lý. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã gửi lời chân thành xin lỗi Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và tàu Đại Dương Si. Nam thanh niên Hà Nam từ Nhật trở về, âm tính với viêm phổi Vũ Hán sau 2 tuần cách ly tập trung. Khi về địa phương bị ho sốt, xét nghiệm lại phát hiện dương tính. Cụ thể, ông Trương Thanh Phòng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nam cho biết, bệnh nhân tên D, 28 tuổi, trú tại huyện Lý Nhân đã có kết quả xét nghiệm dương tính với viêm phổi Vũ Hán lần 1 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Hiện địa phương đang cho xét nghiệm lại lần 2, đồng thời gửi mẫu đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xét nghiệm. Các trường hợp F1 là người thân của bệnh nhân đã được đưa đi cách ly tập trung. Được biết, anh D từ Nhật Bản trở về Việt Nam vào ngày 7 tháng 4 vừa qua sau khi hết hợp đồng lao động. Sau đó, anh được cách ly tập trung 14 ngày tại khách sạn Alicia Peace ở Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm 3 lần vào các ngày 8 tháng 4, 12 tháng 4 và 21 tháng 4 đều âm tính. Vào ngày 22 tháng 4, anh trở về từ địa phương tự cách ly tại nhà. Sáng ngày 24 tháng 4, bố anh D ra trạm y tế xã khai báo do thấy con trai có biểu hiện ho sốt đau họng. Sau đó, cơ quan chức năng đã đến lấy mẫu điều tra dịch tễ. Kết quả cho thấy anh đã mắc viêm phổi Vũ Hán. Bị cấm xả thải ra sông Ngũ huyện Khê, các cơ sở sản xuất giấy tại Phong Khê Bắc Ninh đã xả thẳng ra đường gây ngập lụt, học sinh phải đến trường trong dòng nước đục ngầu hôi hám.
Theo ghi nhận của phóng viên, đoạn đường từ Ủy ban Nhân dân phường Phong Khê vào khu vực trường tiểu học và trường trung học cơ sở Phong Khê đã bị nhấn chìm trong biển nước lẫn bùn đen bốc mùi hôi thối. Dòng nước này cuồn cuộn chảy ra từ hệ thống thoát nước thải ven đường. Bảo vệ trường cấp 1 Phong Khê bức xúc cho biết, hiện nay khu vực trường tiểu học Phong Khê rất ô nhiễm, trời không mưa mà nước thải của các xưởng sản xuất giấy thải ra gây ngập lụt với đủ các màu xanh, vàng, bốc mùi hôi thối khiến học sinh và người dân đi lại khó khăn, ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe, thậm chí vào mùa mưa, tình trạng này còn xảy ra thường xuyên. Một học sinh kêu than, nước thải ngập khắp sân trường khiến chúng con đi học rất nguy hiểm. Trong giờ ra chơi, chúng con không thể chơi đùa dưới sân trường. Khi học phải hít thở mùi hôi thối của nước thải khiến chúng con không thể chịu được. Ông Nguyễn Trọng Cối, người dân ở Phong Khê đến đón cháu nội tan học mà không giấu nổi vẻ hoảng sợ khi thấy nước ngập tràn lan, hệ thống điện chằng chịt xung quanh. Ông Cối chia sẻ, nếu chúng tôi không có thời gian đưa cháu đi học mà để các cháu tự đi thì quá nguy hiểm, chẳng may có đường điện nào hở thì hậu quả không thể lường được. Tiếp theo đây là những tin tức trên thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Thủ tướng Anh Boris Johnson bị điều tra. Campuchia phát hiện số ca mắc viêm phổi Vũ Hán mới cao kỷ lục. Quân đội Ấn Độ nâng công suất bệnh viện đối phó đại dịch. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Theo kênh CNN, cơ quan theo dõi chi tiêu liên quan đến chính trị của Anh sẽ mở một cuộc điều tra chính thức đối với việc cấp tiền cho việc cải tạo căn hộ của Thủ tướng Boris Johnson ở phố Downing, London. Ủy ban bầu cử Anh ra tuyên bố vào hôm 28 tháng 4 nói rằng có cơ sở hợp lý để nghi ngờ có một hoặc những vi phạm. Chúng tôi vì vậy đã tiếp tục công việc điều tra chính thức để xác định xem điều này có đúng không. Thủ tướng Johnson đã chịu áp lực phải giải thích về cách ông chi tiền cho việc sửa căn hộ. Theo báo chí Anh, việc sửa sang này ngốn tới 200.000 bảng Anh, tương đương với 280.000 đô la Mỹ. Thủ tướng Anh bắt đầu gặp rắc rối sau khi cựu trợ lý trưởng của ông Dominic Cummings tung ra các cáo buộc về hành vi thiếu đạo đức. Ông Cummings viết blog nói rằng ông Johnson có kế hoạch để các nhà quyên góp cho đảng bảo thủ chi trả cho việc nâng cấp căn hộ. Trong khi đó, một phát ngôn viên của văn phòng Thủ tướng Anh nói rằng các chi phí phát sinh trong việc cải tạo căn hộ là do Thủ tướng tự thanh toán bằng tiền cá nhân của ông. Tối ngày 28 tháng 4, Bộ Y tế Campuchia ra thông báo về diễn biến tình hình viêm phổi Vũ Hán tại nước này trong 24 giờ qua với nhiều con số kỷ lục. Bộ Y tế cho biết đã tiếp tục phát hiện 698 ca mắc viêm phổi Vũ Hán mới, trong khi đó 994 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh và xuất viện. Cả hai số liệu này đều là kỷ lục cao nhất tại Campuchia từ trước tới nay. Trong số 698 ca mắc mới, phát hiện có một trường hợp nhập cảnh từ Thái Lan, còn lại là các ca trong cộng đồng. Trong đó có tới 588 trường hợp đang sinh sống tại Phnom Penh. Đến nay, Campuchia đã ghi nhận tổng cộng 11.761 ca mắc và hiện có 6.968 bệnh nhân đang phải điều trị. Chính phủ Campuchia đã phát động chiến dịch đẩy mạnh tiêm chủng vaccine ngừa viêm phổi Vũ Hán tại thủ đô Phnom Penh trong những ngày tới. Trong đó lấy lực lượng quân đội làm nòng cốt thực hiện và sẽ ưu tiên tiêm chủng trước cho tất cả cư dân trên 18 tuổi tại các khu vực có nguy cơ bùng phát cao. Trong một thông báo đưa ra vào ngày 28 tháng 4, quân đội Ấn Độ cho biết đã lên kế hoạch mở rộng công suất của bệnh viện BHDC lên 650 giường bệnh so với 340 giường hiện tại. Trong đó 450 giường sẽ được trang bị máy tạo oxy và máy thở phục vụ các bệnh nhân mắc viêm phổi Vũ Hán. Đơn vị chăm sóc đặc biệt ICU cũng sẽ được tăng cường từ 12 lên 35 giường vào ngày hôm nay. Thông báo cũng cho biết bệnh viện sẽ được mở rộng hơn nữa với công suất 900 giường bệnh có trang bị máy tạo oxy và máy thở vào những tuần đầu tiên trong tháng 6 năm nay nhằm đáp ứng hiệu quả công tác khám chữa bệnh dưới sự điều hành của một nhóm y tế chuyên khoa. Nhóm y tế này sẽ khám lâm sàng cho khoảng 500 bệnh nhân mỗi ngày và đưa ra các chỉ định y tế phù hợp. Cùng với đó, quân đội Ấn Độ cũng đã thiết lập đường dây nóng 24/7 để trợ giúp tư vấn y tế dưới sự phụ trách của một sĩ quan cấp cao. Các y bác sĩ quân y về hưu cũng đã được gọi trở lại làm việc tại các cơ sở khám chữa gần nhất để tham gia hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân mắc viêm phổi Vũ Hán. Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về quyết định cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Ấn Độ. Theo đó, các chuyến bay của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga
sẽ chuyển hơn 22 tấn vật tư liên quan, bao gồm 20 thiết bị sản xuất oxy, 75 thiết bị thông khí phổi nhân tạo, 150 màn hình y tế và 200.000 gói thuốc. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cảm ơn Tổng thống Nga về sự hỗ trợ này. Trên đây là những tin tức của bản tin trưa nay của Hành Trình Tương Lai. Và thưa quý vị, trong lúc thời gian rảnh rỗi, quý vị thử tìm hiểu về môn khí công của Phật gia, thực hành theo nguyên lý chân thiện nhẫn xem sao. Vì theo như Hồng Nhung hiểu được, chân là sống chân thành, chân thật, không nói dối, không lừa gạt bất kỳ ai. Thiện là luôn sống lương thiện, không làm điều ác hay làm điều gì xấu, luôn từ bi tha thứ, làm gì cũng nghĩ đến người khác. Cuộc sống của ai cũng có những lúc khó khăn. Trong lúc khó khăn đó, luôn giữ được tâm thái nhẫn nại, khoan dung, bao dung với người khác, bao dung với chính mình nữa, đó chính là nhẫn. Chính vì nhờ có tu tâm dưỡng tính theo nguyên lý này, nên hàng triệu người đã được nâng cao phẩm chất đạo đức, tu thành những người tốt hơn trong xã hội, đóng góp cho xã hội hiệu quả hơn. Các học viên cho biết, những bài giảng giúp người học có được nội tâm an hòa, buông bỏ những suy nghĩ, oán hận, căng thẳng, lo lắng, trầm cảm. Hàng triệu người trên thế giới đang bày tỏ lòng tri ân đối với môn khí công tu luyện này và được đón nhận tại hơn 100 quốc gia. Hy vọng quý vị sẽ không bỏ lỡ cơ duyên tìm hiểu. Quý vị yêu mến, xin đừng bỏ qua nội dung chúng tôi có đề xuất ở phần mô tả bên dưới. Nếu yêu mến chúng tôi, đừng quên like, share, nhấn chuông báo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tiếp theo trên kênh Hành Trình Tương Lai.